Uống cà phê mỗi ngày, tốt hay không tốt? Cà phê từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của nhiều người. Một tách cà phê vào buổi sáng có thể giúp tinh thần tỉnh táo, khởi động ngày mới đầy năng lượng. Tuy nhiên, câu hỏi liệu việc uống cà phê mỗi ngày có thực sự tốt cho sức khỏe hay không vẫn còn gây nhiều tranh cãi. Trong khi một số nghiên cứu chỉ ra rằng cà phê có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, từ việc giảm nguy cơ mắc một số bệnh mãn tính cho đến việc cải thiện chức năng nhận thức, thì cũng không thiếu những cảnh báo về những tác hại tiềm tàng của việc tiêu thụ quá nhiều cà phê. Trong video này, chúng ta sẽ đi sâu tìm hiểu vào các khía cạnh khác nhau của việc uống cà phê mỗi ngày, nhằm giúp bạn có cái nhìn toàn diện và khoa học về thói quen này. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu một số lợi ích tuyệt vời có thể bạn chưa biết khi uống cà phê. 1. Caffeine kích thích gia tăng trí nhớ ngắn hạn. Trong một cuộc khảo sát, tiến hành thử nghiệm 150mg caffeine trên một số cá nhân, tương đương với một tách cà phê. Những nhà nghiên cứu nhận thấy một sự đột biến đáng kể trong hoạt động não bộ của những người tham gia thử nghiệm. Các nhà nghiên cứu cũng lưu ý rằng thời gian phản ứng, cũng như các kỹ năng về trí nhớ của cá nhân bị tác động bởi caffeine đã cải thiện đáng kể so với các đối tượng không được thử nghiệm. Theo các nhà thần kinh học hàng đầu, caffeine được cho là ảnh hưởng đến các khu vực của não chịu trách nhiệm về sự tập trung và trí nhớ. Và như một hệ quả trực tiếp, caffeine cung cấp một sự tăng cường cho trí nhớ ngắn hạn cũng như khả năng tập trung cá nhân. Tuy nhiên, chưa có báo cáo chính xác rõ ràng sẽ tăng cường trí nhớ ngắn trong bao lâu. 2. Cà phê tốt cho gan. Những nội dung trên các blog sức khỏe và tạp chí dinh dưỡng hay đề cập đến khả năng làm giảm nguy cơ mắc ung thư gan từ cà phê. Thêm vào đó, người uống cà phê có tỷ lệ mắc bệnh xơ gan thấp hơn những người không uống cà phê. Một nghiên cứu chuyên sâu được thực hiện ở Thổ Nhĩ Kỳ đã chỉ ra mối quan hệ nghịch đảo giữa tiêu thụ cà phê và nồng độ trong máu của tất cả các men gan. Thông thường, mức độ men gan tăng lên phản ánh tổn thương và viêm gan. Mối quan hệ nghịch đảo là uống cà phê sẽ làm nồng độ enzyme trong men gan giảm theo tỷ lệ tương ứng. 3. Tăng cường khả năng chống oxy hóa. Ngoài ra, trong cuộc nghiên cứu còn chỉ ra rằng cà phê có hoạt động oxy hóa nhiều hơn so với trà và cà cao. Thực tế, một loạt các phân tích chi tiết được thực hiện và phát hiện ra hơn 1.000 chất chống oxy hóa trong hạt cà phê. Phần lớn các chất chống oxy hóa được tìm thấy trong một tách cà phê sẽ hỗ trợ trong cuộc chiến chống lại sự viêm nhiễm. Ngoài ra, chất chống oxy hóa đóng một vai trò quan trọng trong việc vô hiệu hóa các gốc tự do giúp ngăn ngừa và làm giảm tình trạng stress, căng thẳng. Nói cách khác, các chất chống oxy hóa trong một tách cà phê hoạt động giữ cho bạn khỏe mạnh ở cấp độ vi mô. Và nó hoạt động bằng cách bảo vệ các tế bào của bạn khỏi mọi khả năng tổn hại bên ngoài cơ thể. Cuối cùng, acid chromogen là một trong những chất chống oxy hóa chính được tìm thấy trong cà phê, đã được chứng minh là có khả năng ngăn ngừa các bệnh tim mạch. 4. Cà phê giúp phòng tránh ung thư. Theo các chuyên gia điều trị ung thư, những người đàn ông uống cà phê thường xuyên có ít nguy cơ phát triển ung thư tuyến tiền liệt so với những người sử dụng đồ uống khác. Đồng thời, các nhà nghiên cứu khác nhau cho rằng uống cà phê mỗi ngày sẽ giảm nguy cơ ung thư nội mạc tử cung ở phụ nữ. Theo thống kê, những phụ nữ uống 4 tách cà phê thường xuyên hàng ngày sẽ giảm 25% khả năng mắc bệnh ung thư này so với những phụ nữ uống ít hơn một cốc mỗi ngày. Trên cùng một tệp nghiên cứu, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy mối quan hệ giữa uống cà phê thường xuyên và tỷ lệ ung thư vú, đại tràng, trực tràng và gan thấp hơn bình thường. Cà phê có chứa chất chống oxy hóa được gọi là polyphenol. Các hợp chất tương tự như vậy đã chứng minh nhiều đặc tính chống ung thư trong các nghiên cứu khác nhau và phân tích phòng thí nghiệm chi tiết được thực hiện trong vài thập kỷ qua. Trong ngắn hạn, các chất này hoạt động như bộ đệm ngăn chặn các cơ hội khối u vỡ ra khi tiếp xúc với các hợp chất gây ung thư. 5. Ngăn ngừa sự suy giảm nhận thức. Không có gì nghi ngờ rằng cà phê giúp tăng cường trí nhớ tạm thời và hoạt động của não. Nhưng điều mà hầu hết chúng ta không biết là việc tiêu thụ cà phê thường xuyên cũng có thể ngăn ngừa sự suy giảm nhận thức về tinh thần như ngăn ngừa bệnh Alzheimer. Trong một nghiên cứu sâu rộng khác, các chuyên gia nhận thấy rằng uống cà phê mỗi ngày có một số lợi ích độc đáo như giảm đến 65% nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ. Có nhiều lý thuyết khác nhau về cách cà phê có thể giúp ngăn ngừa sự suy giảm nhận thức. Đây là một thực tế, caffeine trong cà phê ngăn ngừa sự tích tụ mảng bám beta-amyloid. Các mảng bám có thể đóng góp vào sự khởi đầu cũng như sự tiến triển của Alzheimer. 6. Làm giảm nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường.
một nhóm các chuyên gia sức khỏe và dinh dưỡng từ khắp nơi trên thế giới khám phá ý tưởng rằng có một mối liên hệ giữa việc uống cà phê và giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Ngoài ra, các nghiên cứu dịch tễ học còn chỉ ra những người sử dụng cà phê thường xuyên sẽ giảm 50% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường so với những người hiếm khi uống hoặc thậm chí không uống. 7. Cà phê là tốt cho sức khỏe tim mạch. Một nghiên cứu liên quan đến hơn 37.000 cá nhân trong hơn 13 năm đã được thực hiện gần đây bởi các nhà nghiên cứu tim mạch hàng đầu. Kết quả cho thấy đa số những người uống cà phê vừa phải đã giảm 20% nguy cơ mắc bệnh tim so với người nghiện rượu nhẹ hoặc nặng. 8. Cà phê tăng cường hiệu suất tập thể dục. Các nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng uống cà phê vừa phải sẽ không làm mất nước đến mức làm gián đoạn quá trình tập luyện của những người đam mê tập thể dục. Ngược lại, cà phê sẽ hỗ trợ chống lại sự mệt mỏi về thể chất, cho phép người tập luyện có độ bền cao hơn, đặc biệt khi họ chạy bộ hoặc luyện tập dưới những thanh tạ. Cà phê không chỉ giúp chống mệt mỏi mà còn tăng cường sự co cơ của cơ vân. Ở một mức độ nào đó, nó có thể cắt đứt nhận thức đau của vận động viên và tăng nồng độ axit béo trong máu, tăng cường sức chịu đựng lâu dài. 9. Cà phê giúp chống lại bệnh gút. Các nghiên cứu về mô hình sử dụng cà phê của cả nam giới và nữ giới đều cho thấy rằng uống cà phê thường xuyên làm giảm nguy cơ phát triển bệnh gút. Một nghiên cứu riêng biệt khác đã phân tích hành vi sức khỏe của gần 90.000 nữ y tá trong suốt 26 năm, một mối tương quan tích cực giữa giảm nguy cơ mắc bệnh gút và tiêu thụ cà phê dài hạn đã được ghi nhận. Phụ nữ dùng hơn 4 cốc mỗi ngày và dùng ít nhất 3 cốc decaf mỗi ngày cho thấy nguy cơ mắc bệnh gút thấp hơn 57%. Bên cạnh đó, khả năng bệnh gút giảm hơn 22% ở những phụ nữ tiêu thụ từ 1 đến 3 tách cà phê mỗi ngày. Đặc tính chống oxy hóa của cà phê được cho là làm giảm nguy cơ phát triển bệnh gút bằng cách giảm mức độ insulin không lành mạnh trong cơ thể. Điều này cũng đồng nghĩa làm giảm nồng độ axit uric, nguyên nhân gây ra bệnh gút. 10. Cà phê làm giảm khả năng bị trầm cảm. Một loạt các nghiên cứu gần đây đã chứng minh tỷ lệ trầm cảm thấp hơn đối với những người hay uống cà phê. Như chúng ta đã biết, caffeine có tác dụng kích hoạt các chất dẫn truyền thần kinh, từ đó có thể kiểm soát tâm trạng. Các chất dẫn truyền này bao gồm serotonin và dopamine. Bằng cách này, cà phê ngăn chặn trầm cảm thông qua kích thích các hormone cảm thấy tốt trong máu. 11. Cà phê giúp kéo dài tuổi thọ. Một số nghiên cứu cho thấy những người uống cà phê trên 50 tuổi giảm nguy cơ tử vong sớm so với những người không uống cà phê. Điều này có thể được giải thích thông qua các lợi ích khác do cà phê mang lại như tính oxy hóa, các hưng phấn trong cuộc sống, công việc. Nhiều nghiên cứu cho thấy cà phê là một trong nhiều thứ mà những người khỏe mạnh và sống thọ uống hàng ngày. Vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu 11 lợi ích tuyệt vời của việc uống cà phê. Cà phê tuy có nhiều lợi ích nhưng cũng có những tác dụng phụ không mong muốn. Và đây là những điều cần lưu ý nếu bạn là người thích uống cà phê mỗi ngày. 1. Nghiện caffeine nếu uống cà phê mỗi ngày. Uống một tách cà phê đầu tiên vào buổi sáng đôi khi có thể cảm thấy vô cùng kỳ diệu, đặc biệt nếu bạn đang đặc biệt kéo dài ngày hôm đó. Nhưng hãy cẩn thận nếu bạn thấy mình làm điều đó hàng ngày vì bạn có thể bị nghiện. Lý do gây ra chứng nghiện đó là do cà phê cạnh tranh các thụ thể adenosine trong não. Adenosine là chất tạo giấc ngủ. Cơ thể thích nghi bằng cách tạo ra nhiều thụ thể adenosine hơn nên những người uống cà phê hàng ngày vẫn ngủ bình thường. Kết quả là mức năng lượng của bạn giảm xuống và bạn cần cà phê chỉ để chống lại các triệu chứng cai nghiện. Những triệu chứng đó có thể bao gồm khó chịu, đau đầu và kiệt sức. Để tránh điều đó, các chuyên gia khuyên bạn nên đạp xe để ngăn ngừa sự tích tụ dung nạp nếu bạn uống cà phê mỗi ngày. 2. Nếu bạn uống cà phê mỗi ngày vào buổi chiều, giấc ngủ của bạn sẽ bị gián đoạn. Uống cà phê mỗi ngày là một thói quen khá bình thường, đặc biệt khi bạn chỉ uống một hoặc hai tách ngay sau khi thức dậy. Nhưng nếu bạn đang uống cà phê vào buổi chiều, bạn có thể thấy mình đang phải chống chọi với chứng mất ngủ. Bạn sẽ ngủ không ngon giấc hoặc không ngủ được vào ban đêm nếu bạn uống cà phê vào chiều muộn. Caffeine có thời gian bán hủy kéo dài 6 giờ nếu bạn uống cà phê lúc 2 giờ chiều, thì một nửa lượng caffeine từ tách đó vẫn còn tác dụng lúc 8 giờ tối. Vì vậy tránh uống cà phê vào lúc chiều muộn. Nếu bạn thấy mình không thể ngủ vào ban đêm, hãy thử điều chỉnh lượng cà phê chỉ uống vào buổi sáng. Rốt cuộc, cà phê không thể thay thế cho giấc ngủ thực tế. 3. Bạn có thể trở nên kích động nếu bạn uống cà phê mỗi ngày. Cà phê làm gián đoạn giấc ngủ của bạn, tùy thuộc vào sinh lý của bạn. Uống quá nhiều caffeine
vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày có thể gây ra các tác động tiêu cực khác đến sức khỏe. Vì vậy, nếu bạn cảm thấy bồn chồn, kích động, lo lắng hoặc hồi hộp, hoặc lên cơn hoảng sợ, hãy cắt giảm lượng cà phê càng sớm càng tốt. Chọn uống cà phê mỗi ngày có thể là nguyên nhân chính gây ra một số bất ổn cho tâm thần nếu bạn chưa từng uống cà phê trước đó, hoặc tránh uống lượng cà phê quá nhiều trong ngày và dừng việc uống cà phê khi có bất kỳ dấu hiệu ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. 4. Uống cà phê khi mang thai sẽ gây ảnh hưởng không tốt lên sức khỏe mẹ và bé. Phụ nữ mang thai phải chăm sóc sức khỏe của mình tốt khi mang thai, bao gồm cả việc duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh. Thật không may đối với những người yêu thích cà phê, caffeine có thể không phải là thứ tốt nhất cho bạn khi bạn đang mang thai. Cà phê sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn. Thông thường eo tèm lý của bạn cũng đã thay đổi khi mang thai. Bên cạnh đó, cà phê còn làm tăng nhịp tim của bạn, vì vậy bạn sẽ cảm thấy mệt nhiều hơn. Lượng caffeine cao có thể gây hại cho thai nhi, bởi vì thai nhi không thể chuyển hóa caffeine rất tốt. Do đó, có thể có tác động tiêu cực đến thai nhi, khiến thai nhi hấp thụ ít dinh dưỡng hơn, gây suy dinh dưỡng, nhẹ cân. Vì vậy, đối với những phụ nữ đang mang thai, mặc dù bằng chứng chưa thể kết luận, nhưng chúng tôi khuyên bạn nên hạn chế uống cà phê trong giai đoạn này của cuộc đời. Nó có lẽ chỉ là tốt nhất nếu phụ nữ mang thai quyết định không uống cà phê mỗi ngày và tránh một số đồ uống khác. 5. Bạn nên uống bao nhiêu cà phê mỗi ngày? Với tất cả thông tin có sẵn về cà phê và tác động của nó đối với sức khỏe của bạn, bạn có thể khó tìm ra lượng cà phê bạn nên uống mỗi ngày. Nếu bạn là người khỏe mạnh bình thường, bạn có thể uống hàng 1 đến 2 cốc cà phê. Lựa chọn cà phê đen, hữu cơ và hạn chế tối đa cho đường vào cà phê sẽ tốt hơn cho sức khỏe nhé. Không nên uống quá nhiều cà phê trong ngày. Nếu bạn bắt gặp các triệu chứng say cà phê, hãy giảm lượng cà phê của bạn. Nếu bạn có bất kỳ bệnh lý mãn tính nào, hãy trao đổi với bác sĩ khi quyết định uống cà phê hàng ngày nhé. Nhìn chung, việc uống cà phê mỗi ngày có thể mang lại cả lợi ích và tác hại tùy thuộc vào cách thức và lượng tiêu thụ. Quan trọng nhất, mỗi người nên lắng nghe cơ thể mình và điều chỉnh lượng cà phê tiêu thụ sao cho phù hợp. Như với bất kỳ thói quen nào, điều độ và cân bằng là chìa khóa để tận hưởng những lợi ích mà cà phê mang lại mà không gặp phải những tác hại không mong muốn. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã xem hết video hôm nay, để lại một lượt thích để video được tiếp cận nhiều người hơn. Và đừng quên đăng ký kênh để xem các video mẹo sức khỏe hữu ích nữa. Như mọi khi ân chúc bạn sức khỏe, sự giàu có và hạnh phúc tuyệt vời.